Lái xe mới tham gia đưa đón học sinh được 7 ngày liên quan vụ việc cháu TGH sinh năm 2019, chú huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình tử vong thương tâm do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, lô 20 21, khu tái định cư 26 ha ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng, ngày 31 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1965, trú tại tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình về tội vô ý làm chết người, quy định tại điều 128 Bộ luật hình sự. Ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1966, trú tại thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình và Đoàn Thị Nhâm, sinh năm 1998, trú tại tổ 4, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự. Trước đó, ngày 30 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh, sinh năm 1986, trú tại thôn Phúc Hạ, xã Phụ Phúc, thành phố Thái Bình, là nhân viên đảm nhận việc đưa đón học sinh của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 về tội vô ý làm chết người, quy định tại điều 128 Bộ luật hình sự. Theo tìm hiểu, lái xe Nguyễn Văn Lâm vừa bị khởi tố bắt giam mới tham gia điều khiển xe đưa đón. Xe được ký hợp đồng giữa trường mầm non Hồng Nhung và chủ xe từ ngày 22 tháng 5 sau khi người lái xe trước đó xin nghỉ phép một tuần. Về chiếc xe ô tô 29 chỗ ký hợp đồng đưa đón học sinh với trường mầm non Hồng Nhung, được biết hiện nay chiếc xe này là chứng cứ trong vụ án và đang được niêm phong quản lý tại trụ sở cơ quan điều tra để phục vụ quá trình điều tra vụ án. Chiếc xe được đưa về trụ sở cơ quan điều tra ngay trong đêm ngày 29 tháng 5. Chiều ngày 31 tháng 5, ông Trần Quang Triển, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thái Bình cho biết, sau khi xảy ra vụ việc nói trên, đơn vị đã có báo cáo gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải về các thông tin liên quan đến phương tiện là nơi xảy ra sự việc. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Thái Bình, chiếc xe ô tô 29 chỗ màu mận 9 mang biển kiểm soát 17F00091 mới đăng kiểm lại vào ngày 20 tháng 5, thời hạn đăng kiểm còn đến ngày 19 tháng 8. Chủ xe là ông Phạm Văn Đông, chú tổ dân phố số 8, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình. Lái xe được giao quản lý điều khiển phương tiện thời điểm xảy ra sự cố là ông Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1965, chú tổ dân phố số 1, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, có giấy phép lái xe hạng D số 340018344072 cấp ngày 10 tháng 3 năm 2022 có thời hạn đến ngày 10 tháng 3 năm 2027. Qua kiểm tra trên hệ thống giám sát hành trình, phương tiện xe ô tô mang biển kiểm sát 17F00091 nói trên thuộc hợp tác xã vận tải Hồng Hà và do Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội quản lý cấp phù hiệu xe hợp đồng. Trưa ngày 30 tháng 5, Thiếu tá Phan Minh Hoàng, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết trên VTV24, ngay ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình cũng ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với cô giáo đưa đón học sinh từ nhà đến trường. Các lệnh đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn. Sau đó, đại diện Công an thành phố Thái Bình chia sẻ danh tính người này là Phương Quỳnh Anh, nhân viên đảm nhận việc đưa đón học sinh bằng xe đưa đón của trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, trụ sở ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Phương Quỳnh Anh có trình độ đào tạo trung cấp dược. Danh tính lái xe trong vụ việc cũng được nguồn trên tiết lộ là Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, được biết người lái xe chính vẫn đảm nhận công việc, xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại cho lái xe mới là ông Lâm. Tài xế mới đưa đón học sinh từ ngày 22 tháng 5. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài thời tiết thì nắng nóng, trong dạ dày thì không có thức ăn, sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp thì chúng tôi nhận định là cháu bị suy hô hấp. Trước đó, Công an thành phố Thái Bình xác định khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5 năm 2024, Nguyễn Văn Lâm điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng với Phương Quỳnh Anh đón cháu TGH sinh ngày 20 tháng 9 năm 2019 và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, ông Lâm mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp, sau đó điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên của lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi quản lý thì phát hiện vắng cháu hát nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh TDA là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc là cháu hát bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người quy định tại điều 128 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ án. Tối 30 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phương Quỳnh Anh, sinh năm 1986 ở thành phố Thái Bình, nhân viên đưa đón học sinh trường mầm non Hồng Nhung 2 để điều tra về tội vô ý làm chết người, quy định tại Điều 128 Bộ Luật Hình Sự. Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân đồng cấp phê chuẩn. Trước đó vào trưa cùng ngày, Công an thành phố Thái Bình thông tin với báo chí, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an thành phố Thái Bình đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi cháu TGH, 5 tuổi, chú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, học sinh trường mầm non Hồng Nhung 2, bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của nhà trường. Bước đầu, cảnh sát nhận định Cháu bé ở trên ô tô đưa đón của nhà trường, trong thời gian dài, thời tiết nắng nóng, sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp, do đó cảnh sát nhận định cháu bé bị suy hô hấp. Như đã đưa tin, 6 giờ 20 ngày 29 tháng 5, tài xế Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, lái ô tô 29 chỗ cùng phương Quỳnh Anh có nhiệm vụ đưa đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non Hồng Nhung 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, trong đó có cháu Trần Gia Hát Sinh năm 2019 ở huyện Vũ Thư. Tuy nhiên đến 17 giờ cùng ngày, người thân đến đón không thấy bé nên báo cáo nhà trường tìm kiếm, sau đó phát hiện cháu vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của trường. Mặc dù cháu bé đã được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng bé đã tử vong. Liên quan đến vụ trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong ở Thái Bình, sáng ngày 31 tháng 5, lễ viếng được tổ chức tại nhà tang lễ thành phố Thái Bình. Trong không khí trầm lắng, người thân bạn bè của gia đình cháu hát đã có mặt tại nhà tang lễ để thắp nén hương chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình tại lễ tang mẹ của cháu hát đau đớn tột cùng liên tục khóc ngất trước sự ra đi đường đột của cậu con trai bé bỏng trước sự mất mát quá lớn mẹ cháu hát đã nhiều lần ngất xỉu và được người thân dìu vào phòng nghỉ ngơi có mặt tại lễ tang nhiều người thân bạn bè của gia đình cháu hát cũng không kìm nén được nước mắt theo cao phó lễ truy điệu được tổ chức vào chiều cùng ngày gia đình sẽ đưa linh cữu cháu hát về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở Nam Định. Nhiều người thân, hàng xóm đã có mặt để chia buồn cùng gia đình và tiễn biệt cháu hát. Nhiều người thân đã không cầm được nước mắt, liên tục rơi lệ trước sự ra đi đột ngột của cháu bé 5 tuổi. Sự ra đi quá đột ngột và đau đớn của đứa trẻ khiến những người đến chia buồn với gia đình đều không kìm nỗi xót xa, thương cảm. Mẹ cháu hát đã ngã khuỵu, liên tục ngất xỉu trước sự ra đi đột ngột của cậu con trai bé bỏng gia đình phải nhờ đến sự hỗ trợ của các nhân viên y tế khi mẹ cháu hát ngất xỉu tại lễ tang. Ông Trần Hữu Minh, Tránh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, điểm A khoản 2 điều 11, Nghị định 10 2020 ndcp quy định đơn vị kinh doanh vận tải phải theo dõi giám sát hoạt động của lái xe và phương tiện trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh vận tải. Đặc biệt, Nghị định 10 cũng quy định đơn vị kinh doanh vận tải phải có phương án kiểm soát để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe khi đã kết thúc hành trình, áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. Ngoài ra, điểm B khoản 6 điều 4 thông tư 12 2020 TTBGTVT cũng quy định sau khi kết thúc hành trình hoặc kết thúc ca làm việc trước khi rời khỏi xe, người lái xe phải kiểm tra khoang hành khách để đảm bảo không còn hành khách ở trên xe, áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. Như vậy, dù không nêu cụ thể xe chở học sinh nhưng rõ ràng, hoạt động dịch vụ đưa đón học sinh đã được quy định trong các thông tư, nghị định về kinh doanh vận tải hành khách. Ông Minh nhấn mạnh, thực ra quy định đều có rồi, vấn đề mấu chốt theo tôi là tổ chức thực hiện tại địa phương. Địa phương phải tăng cường thanh kiểm tra, đồn đốc, phát hiện và xử lý vi phạm đối với công tác tổ chức thực hiện của doanh nghiệp vận tải, cơ sở giáo dục trong dịch vụ đưa đón học sinh. Đồng tình với quan điểm trên, tiến sĩ, nhà giáo Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Bình Khiêm, Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng, việc đưa đón học sinh đặc biệt là ở những trường tư tại các thành phố lớn được thực hiện bài bản. Hầu hết các trường đều coi đó là sự sống còn của nhà trường. Thầy Hòa nói, ở trường chúng tôi, việc tổ chức đưa đón học sinh phải thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Trường có bộ phận chỉ đạo trực tiếp việc đưa đón học sinh hàng ngày. Trên xe, ngoài lái xe còn có monitor tức người giám sát việc đưa đón học sinh lái xe phải được tập huấn về những nguyên tắc đưa đón học sinh với tần suất 2 lần một năm. Với những nhân viên đưa đón học sinh, trường cũng ưu tiên sử dụng cán bộ trường bởi họ nắm được văn hóa học sinh của trường. Vụ việc bé trai bị bỏ quên trên ô tô ở Thái Bình hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, thầy Hòa cho rằng hoạt động đưa đón học sinh ở trường này chắp vá, không bài bản, bộc lộ nhiều lỗ hồng. Thầy Hòa nói, có lẽ trường mầm non này thấy các trường làm thì cũng triển khai mà không lường trước được những rủi ro, khó khăn mà dịch vụ đưa đón trẻ sẽ gặp phải. Chị Nguyễn Thành Hương Hà Nội cho biết, chị có ba cô con gái, các con chị đều đi học bằng xe đưa đón của trường mỗi ngày. Hàng ngày tôi đưa con đến điểm xe đón, ngày nào đến muộn, cô monitor giám sát sẽ gọi cho cháy máy đến khi xác minh được chính xác con đi học hay nghỉ mới thôi. Lúc đón cô luôn đứng ở cửa xe. Khi học sinh xuống xe, cô lại đứng ở cửa xe để điểm danh học sinh. Sau đó, cô sẽ lên xe kiểm tra lần nữa, tiếp đến tài xế kiểm tra, chỉ đến khi không còn học sinh nào trên xe thì bác tài mới được đưa xe về gara. Trên xe các con được quy định chỗ ngồi nên cô monitor chỉ cần nhìn ghế trống là biết đang thiếu ai. Ngoài ra, trường học có app ứng dụng luồng tuyến xe đưa đón học sinh nên xe di chuyển đến điểm nào, phụ huynh đều có thể nắm được. Vào giờ học, trên nhóm lớp học cô giáo tiết 1 sẽ thông báo các học sinh chưa có mặt. Chị Hương chia sẻ. Chị Hương cho rằng nếu trường mầm non ở Thái Bình có quy trình đưa đón học sinh chặt chẽ như trường con chị đang theo học, thì chắc chắn sự việc đau lòng không xảy ra. Nhưng ở đây, dường như cả một chuỗi hành động từ người đưa đón, tài xế cho đến giáo viên đều không chuyên nghiệp, thiếu trách nhiệm. Trước đó như đã đưa tin, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, lái xe NVL và cô giáo PQA có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Bé TGH, sinh năm 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, được đón lên xe cùng các bạn. Đến 17 giờ cùng ngày, người thân của bé H đến đón do không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường. Mọi người tổ chức tìm kiếm, phát hiện bé vẫn ở trong xe đỗ bên ngoài. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng bé đã tử vong.